Hello mọi người nhá. Trở lại với chính nhật xin đi. Hôm nay mình tiếp tục quay cho mọi người xem vẹt hay tú đuôi dài nha mọi người. Ở cái lòng này thì có một con màu trắng và một con màu vàng mọi người này. Cực kỳ đẹp mắt luôn nha. Màu trắng, màu vàng, màu gì cũng đẹp nha mọi người. Đấy. Vẹt thầy tú sinh sản nha mọi người, loài này nuôi sinh sản nha. Ở bên này có hai con này, cùng một con màu trắng và một con màu trắng và màu lần màu vàng nha mọi người. Đấy, con có con vẹt đột biến đó, màu trắng lần màu vàng này cực kỳ đẹp luôn nha. Dòng này thì nuôi khá nhiều con nha mọi người, mà cũng loài này cũng rất nhiều màu, giống như kiểu vẹt vinh nách ấy. Chưa, nó chưa đẻ lứa nào cả mọi người ạ, loài này cũng mới nuôi thôi nha. Thank you.